Mình tên là Hoang, mình đến từ công ty đồ gỗ Sơn Đông. Và như các bạn cũng đã biết thì tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay đang diễn ra vô cùng gay gắt, và chính phủ nhà nước cũng đã đưa ra một số biện pháp để chúng ta cùng nâng cao cảnh giác và cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Thì mới vừa ngày hôm kia thôi thì nhà nước đã phát cho mỗi nhà một tờ rơi như thế này, nói về những điều cần làm để phòng dịch, chống dịch Covid-19. Và trong đó có một điều mình tâm đắc nhất, đó chính là thường xuyên vệ sinh nhà cửa, lau rửa thường xuyên để thông thoáng, sinh hoạt lành mạnh. Và đối với những khách hàng của Sơn Đông đã mua cho mình những bộ đồ gỗ rất là khó làm vệ sinh thì sẽ như thế nào, thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một video clip này để chia sẻ với các bạn một số bí quyết cũng như là một cái mẹo nhỏ để vệ sinh một cách sạch sẽ và khoa học nhất để cùng chung tay chống dịch. Và đầu tiên thì đi đến phần dụng cụ cần có để cho một vệ sinh. Xin mời máy quay những dụng cụ, đó chính là một cái khăn. Khăn này có thể thấm nước vừa đủ, không quá ướt cũng không quá khô, vì nếu khăn khô quá thì sẽ làm trầy bề mặt của bộ bàn ghế, và nếu khăn quá ướt thì sẽ làm độ ẩm tăng cao và sẽ gây ra ẩm mốc. Và khi sử dụng những chiếc khăn này thì bạn nên tránh sử dụng những chiếc khăn đổ lông, vì sẽ gây ra hiện tượng là sau khi lau xong thì sẽ để lại những vệt lông hoặc là bụi ở trên bộ bàn ghế. Và điều chúng ta, và xin mời máy quay qua cận cảnh đây, bộ bàn ghế này. Bởi vì do tính chất của bộ bàn ghế là những đường đục khoét và tương tông rất là sâu, thì bàn tay chúng ta không thể nào đưa khăn vô tận ngõ ngách được, thì chúng ta còn đó là một cái đũa để chúng ta làm như thế này. Và đối với một số sản phẩm đồ gỗ thì có thể những đường nét này rất là mỏng, và bàn tay chúng ta đến khi chạm vào thì tác động mạnh có thể gây ra hư hỏng. Cho nên điều chúng ta cần có là tận dụng chiếc cọ sơn ở trong nhà, và chúng ta sẽ vớt nơi khó lớn như thế này. Thì những cái đường lông tơ này sẽ đi đến tầng ngõ ngách và sẽ làm hết bụi những chỗ này. Đối với dung dịch rửa thì các bạn nên hạn chế những loại có độ tẩy cao hoặc là axit cao hoặc kiềm cao, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến lớp sơn và gây ra hiện tượng mông tróc của bộ bàn ghế, sẽ gây xấu về ngoại hình của bộ bàn ghế. Các bạn nên có thể dùng nước, còn nếu kỹ hơn thì các bạn có thể pha một số dung dịch như muối cùng với chất tẩy theo một tỷ lệ nhất định phù hợp, các bạn có thể lên mạng để tham khảo. Và ngoài ra, nếu các bạn muốn bộ bàn ghế của mình bóng láng hơn thì hãy dùng đến chai sơn sáng bóng này. Chai này thường được mua ở gara xe hoặc là ở công ty, thì chưa đến mức giá là 100.000 đồng và có thể sử dụng được hơn một năm. Và như các bạn cũng đã thấy thì đó là một số mẹo nhỏ để chúng ta vệ sinh sạch bộ sẻ bộ bàn ghế của mình như thế này. Và với một bộ bàn ghế đắt tiền thì chúng ta sẽ không thể nào không bỏ thời gian và công sức ra, cũng như là đầu tư một số thiết bị dụng cụ để chúng ta cùng nhau thực hiện chiến dịch phòng chống dịch Covid-19. Công ty nội thất đồ gỗ Sơn Đông của chúng tôi luôn hiểu được những mong muốn lo lắng của khách hàng. Và quý khách nếu xem xong video clip này, nếu có ý kiến gì thì hãy gửi về cho chúng tôi để chúng tôi cùng thực hiện nhiều video clip khác. Hiện tại tôi đang đứng ở chi nhánh 92 Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Mong các bạn xem xong video clip này sẽ quan tâm đến cửa hàng và sẽ lại tham quan một số sản phẩm của chúng tôi. Video clip